Thôi không quét dọn nữa anh ơi. Sao thế em ơi? Bên anh có con Dohuk Matcha V3 không? Dohuk Matcha V3 á? Có phải cái con Lumina V3 Matcha V3 đúng không? Em không rõ nữa nhưng mà thằng bạn em nó chơi con Dohuk Matcha V3 nào mà ngon lắm ấy anh ạ. Úi dồi, con đấy ra cách đây 1 năm rồi. Giờ là mình còn ai chơi V3 nữa. Bây giờ người ta phải chơi V4 đây này. Tiếp nối sự thành công của em Matcha V3 thì nhà Dohuk đã ra thêm phiên bản Matcha V4 nữa đây anh em ơi. Đây, đây là hai mức lực của em Matcha V4 anh em nhé. Thì 55g thì anh em sẽ có là cái stem màu hơi xanh matcha một tí. Còn 63,5g thì anh em sẽ có cái stem màu đậm hơn một chút. Đây, anh em xem em nó này. Ấn cực kỳ mượt luôn nhá. Đây, đây là âm thanh này. Đấy. Đây. Hiện tại em Matcha V4 này chỉ có một mình nhà Đôi Đôi Ghê phân phối thôi anh em ơi. Nhưng bên mình vẫn để cho khách hàng một cái giá cực kỳ ưu đãi. Chỉ có 6.500 đồng một túi thôi anh em ơi. Khác hẳn so với bản V3. Để có thể trải nghiệm em Matcha V4 này thì anh em ấn vào phía dưới giỏ hàng nhé, hoặc là vào trang cá nhân bên mình. Cảm ơn anh em.